Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách kết nối một cái tai nghe Bluetooth với cái laptop hoặc máy tính của các bạn nhé. Thì ở đây mình có một cái tai nghe Bluetooth này. Đây, tai nghe tên của nó là F9. Đấy. Thì để kết nối cái tai nghe này với máy tính thì đầu tiên các bạn cần phải bỏ cái tai nghe này ra. Đấy. Bỏ tai nghe này ra thì nó mới bắt đầu nó khởi động. Và trên cái máy tính của các bạn thì các bạn có thể kích vào cái mục tìm kiếm này và gõ chữ Bluetooth. Đấy, thì mình gõ chữ Blue, cái là nó ra gợi ý rồi. Là Bluetooth and other device setting. Các bạn kích vào này. Đấy, thì nó sẽ ra cái bảng bảng bật cái chế độ Bluetooth của máy lên. Hoặc các bạn có thể vào cái mục này nhé, vào mục Start này, vào mục Setting này. Đấy, thì trong đây sẽ có phần Device này, các bạn kích vào phần Device này thì nó cũng sẽ ra cái bảng Setting của Device như này nhé. Thì trong cái mục này thì phần đầu của mục Device này thì các bạn sẽ kích vào cái phần Add Bluetooth Other Device. Đấy. Các bạn kích vào đây này. À quên. Các bạn cần phải bật Bluetooth lên trước đã nhé. Ở đây có cái nút bật này. Đấy. Các bạn bật Bluetooth lên này. Sau các bạn nhấn vào thêm. Thì ở trong đây thì các bạn chọn vào cái dòng đầu tiên này, Bluetooth này. Kích vào đây. Đấy, thì nó sẽ ra cái tên của cái tai nghe này. F9 này. Đấy, phần dưới có chữ audio nhé. Các bạn kích vào đây này. Đây, các bạn nhìn cái tai nghe nó đang nháy nháy để nó tìm kiếm đây này. Tìm kiếm thiết bị này. Để kết nối ấy, thì các bạn kích vào đây này. Đấy. Thì nó nhấn vào connecting này. Đấy, sau khi connect được thì nó sẽ mất cái phần đèn báo này này. Đấy. Như vậy là các bạn đã kết nối xong. Và bây giờ các bạn có thể nghe nhạc trên cái tai nghe này, hoặc là làm việc trên cái tai nghe này đã kết nối được với cái máy tính này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.